và các em cho học sinh đoán thôi, chứ con cho học sinh tưởng tượng, cho học sinh tưởng tượng sau đó đoán. Nha, nghĩa là mình sẽ dùng ví dụ đầu tiên mình sẽ dùng âm quen thuộc ấy, thì là mình sẽ dùng âm quen thuộc, sau đó là mình sẽ vào cái buổi review mà dạy phần mới chẳng hạn. One said, quack quack quack. Do you know this? Okay. Thôi, nha, mình sẽ hỏi trò đoán thêm người ta có gì đó. Xong mình sẽ show fast hỏi là, xong mình sẽ chỉnh lại cái âm mình không đúng sai. Xong không mình mới hỏi lại là, what does the dog say? Or something like that. Thì nó sẽ hiểu cơ và nó sẽ nhớ cái âm thanh ấy. Cái lúc đầu tiên có thể review là cho các bạn đoán mà cái hình thức như thế được. Bây giờ chị sẽ đi từng một ngày một, và các bạn biết rồi thì chị sẽ chỉ hỏi mọi người xem là tí nữa mọi người một trong số mọi người sẽ nên làm rõ cho chị thôi. Còn nếu mà cái nào mà chưa biết thì chị sẽ hướng dẫn, sau đó chị sẽ hỏi em để các em thực hành. Bởi chị ăn này cũng như vậy. Đối với khối ghế chứ nhá, thực ra dạy từ một với khối ghế thì rất là đơn giản. Việc chủ yếu mình dùng là dùng flashcard, được chưa? Đa phần sẽ dùng flashcard nhưng trong đó sẽ có một bánh thôi, nhưng mình có thể dùng con dấu cũng được này. Hoặc mình có thể vẽ trên bảng này, hoặc là mình có thể dùng PowerPoint, hoặc là mình có thể dùng cái e-learning của mình là khi chị chưa được dạy, nhưng mà nó cũng khá là hữu ích trong một buổi, với lại cả phát âm, với cả các cấu trúc trong bài luôn. Thì bây giờ các đồng hồ ảnh là một thứ nhất là sử dụng hashtag. Em có ai chưa biết không? Nếu mà biết rồi thì thôi, chị sẽ không được mua nữa. Thì đấy, chị sẽ hỏi mọi người xem cách thực hành. Hashtag thì em cũng không biết rồi. Các chị có ai không biết mọi người? Ví dụ như là hỏi là what is a cái gì đấy, hoặc là is blue and is green, what this is long short, xong rồi cho học sinh đoán là cái gì đấy. Ví dụ là fresh card ấy, đây chỉ có mấy cái đúng không, apple and black and red đúng không. Thì ví dụ là mình muốn cho nó funny một chút ấy, thì đầu tiên đây có thể miêu tả là you can eat really good, okay? Is red, okay? And do you know what it is? Okay? Rồi với lớp nhỏ nó sẽ rất thân thiện trở lại. 1, 2, 3. Can you guess? No? Okay, okay. 1, 2, 3. Các bạn có những bạn các bạn sẽ được học từ trước rồi. Các bạn sẽ là apple. Và nếu không biết thì mình sẽ thấy là is an apple. Bởi vì đối với khối nhỏ thì mình sẽ phải nhớ cái đặc trưng của nó là mình dạy nó bằng hình ảnh. Vì không quá quan trọng về mặt chữ đâu, bởi vì phản xạ đầu tiên của nó là trực quan và nó sẽ học bằng hình ảnh trước. Vì vậy khi nào các em dạy thì nó sẽ chỉ nhìn ra là apple, chứ nó không thể nhìn mặt chữ này và nó là apple được. Đấy, đấy là cái hình đầu tiên của nó. Bởi vì là thì em sẽ hỏi như vậy thôi, là show fast card cho các bạn biết mình có thể đánh tăng lên một chút nào, mình sẽ nhanh qua trong các văn bản này, hoặc là sau mình sẽ từ thêm hoặc là mình hỏi là cái gì luôn, sau đó mình sẽ chơi một fast card. Thì các trò chơi thì chị sẽ hướng dẫn sau. Đấy là cách dạy từ mới, bởi vì đây là từ mới thì mình sẽ phải giới thiệu cho các bạn biết đấy là cái gì đã. Sau khi nói xong thì em sẽ nói một vài đặc điểm đơn giản. Ví dụ đối với các bạn mà học khu ấy, đây là A1 thì nó cũng khá là dễ thôi, thì em chỉ cần nói về màu sắc is red, okay, and is green. Đây nói về màu sắc is red and green, okay. So you can eat it. An apple is an apple. Đầu tiên thực ra các bạn chưa chắc đã nói được câu đâu, bởi vì bản chất các bạn quá nhỏ. Nếu mà học từ mới ngay từ đầu thì các bạn được từ apple đã làm mừng rồi. Không thì về sau mình sẽ dần dần nâng lên, là sau khi review mình sẽ nói is an apple, is an apple. Nha, về sau các bạn sẽ nối câu vào thêm. Đấy là show fast step bình thường nhé. Sau đó là sau khi mình dạy xong, mình giới thiệu qua đây là cái gì rồi ấy, thì mình sẽ giới thiệu. Xong mình sẽ hỏi là teacher Sunny wants to ask you what thing, what fruit you can eat. Is red and is green. Nếu mà các bạn chưa từng từ màu sắc ấy, hello, chị ạ, chị có thể chỉ vào đây là màu sắc là cái gì này, màu sắc là cái kia. Sau đó thì mình sẽ show ra cho các bạn biết các bạn đoán là gì. Có thể cho các bạn chơi game kể từ đây chúng ta được. When teacher Sunny said 1, 2, 3, go. Raise your hand. If you want to pick right out, okay? Đấy là cái học sau khi mình review bốn tập đã. Đây là thứ nhất là về sử dụng flashcard này. Còn bạn nào chưa hiểu về cái này không? Bởi vì bạn nào mà hiểu rồi thì chị sẽ chuẩn nói qua
thì mình dạy bằng âm thanh thì có vẻ là các bạn sẽ nhớ nhớ một chút. Thì các bạn đọc qua cho chị xem là bạn nào chưa hiểu về cái này. Nếu mà cái nào biết rồi thì mình sẽ chuyển nhanh qua để đến những cái kia. Còn nếu bạn nào chưa biết thì mình là... Chị có thể giải thích cho em cái mục đầu tiên đó là cho học sinh tưởng tượng sau đó đoán. Được show đi này. Thế là thế nào? À, ví dụ nhá. Đầu tiên là mình em vẽ ăn hồ đúng không? Thì bình thường các bạn sẽ nói tiếng Việt con vật như là meo meo, go go hay là quack quack thì các bạn biết đúng không? Thì em có thể là hello today, teacher said you want to teach you about the animals. Okay, it's small, okay? It's a quack quack quack. Ví dụ lúc đó âm thanh có thể bị sai đâu. Các bạn sẽ nói ah, có vịt, có vịt, có vịt tiếng Việt chẳng hạn. Okay, xong mình sẽ chỉ ra cho các bạn là it's yellow, okay? And he said quack quack quack. It's a duck. It's a duck. Để mình chỉ ra cho âm thanh thì mình sẽ chỉ cho các bạn điều này mình nói thì ôi trời cái này. Hoặc là về sau ví dụ như là có thể đầu tiên mình sẽ nói âm thanh giống từng kiểu con vật kêu từ cái nhà go 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 chẳng hạn. Thì các bạn đoán đây là con chó đấy, nhưng sau mình sẽ bảo no, it no, it didn't say go go. It said goof 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 để chỉ lại âm thanh cho các bạn nữa. Đấy là về cái việc mà khi mà mình sử dụng dạy bằng âm thanh. Sau đó mình vẫn phải sử dụng flashcard hoặc là hình ảnh đi kèm. Các bạn có thể tự thiết kế hoặc tự vẽ ra để mà các bạn vẽ đi kèm một chút ấy. Thì đầu tiên cho các bạn tưởng tượng. Cái thứ ba là dạy bằng hình ảnh. Dạy bằng hình ảnh thì... Để em chuỗi xong rồi Doris để cuốn. Còn tiếp theo là
dạy bằng cách đóng kịch thì nó cũng thêm về câu hơn nhá. Đầu tiên em có thể vào lớp này, các con nhìn thấy cái gì là lạ em đã thích rồi, em có thể cùng các con lúc đầu rồi chút thay vì lúc mà go up cho nhảy cái hát thì mình dỗ thế này. Today we just started how to play to animals and jam. Em chị ạ, là gì là mình sẽ cho các con nghe nào. Đấy, không có gì đủ đâu. You know this? Sao gửi chuyện? My name is Sally. My name is A, or my name is B. Nice to meet you. Sau khi đó mình lại phải ngâm câu được ạ. Chưa cho thêm wash your neck, ok? Sau rồi, mình có thể buổi trước mình đã dạy các con về mấy câu nhỏ wash your neck đơn giản. Thì gọi các con lên trong một cô là thằng ba là thằng con này, xong cho các bạn kia là hai con kia, thì các bạn có cảm giác yêu vào cái con này các bạn có thấy thú vị hơn rồi. Thì khi đó là các bạn sẽ là my name is, thay vì các bạn nói cũng my name is nó thân thú hơn thì sẽ thay vào con một số này thì các bạn sẽ vừa thú vị hơn. Và có thể sau này trong trí tưởng tượng các bạn sẽ nhớ là à có hai con hai người nói chuyện với nhau thì sẽ cách hỏi và trả lời như thế này. Hoặc là nếu mà em có thể nghĩ ra được một câu chuyện nào mà đơn giản ngắn ngắn lắm, hoặc là I want to go to a rabbit or something, I want to see something, em còn để những cái flash cả sẵn ấy thì mình nắm ra là con này nó đang đi tới. Và các bạn sẽ tập trung hơn là khi mình cứ show flash cả con mình để ra, các bạn sẽ không thú vị bằng thêm một cái các bạn cầm đấy và các bạn chạy ra nhìn các bạn và các bạn sẽ thấy thích thú hơn đấy. Thì đấy là cách dạy từ mới để cho nó phong phú với cả phong phú hơn. Còn cái dạy về từ vật thực tế, ví dụ là hôm nay các em dạy về màu sắc, các bạn dạy về màu sắc thì các bạn có thể mang màu điện đến các con vẽ cũng được, hoặc là cầm các con cầm màu tô ra cái gì này, hoặc là mang dạy về hình ảnh thì hãy chọn những đồ vật có hình giống như thế của nó, hình tròn thì mang lên cho con này, hình vuông thì những cái ô hộp ấy thì mình sẽ dạy ra, xong mình sẽ chỉ cho các con về các cạnh, các cạnh như này. How many size? Nếu con thực hành cầm sờ và đến thì nhiều lúc các bạn nhỏ sẽ thấy thích thú hơn. Vì mình cho rất nhiều đồ vật như thế, các bạn sẽ thích. Còn dạy bằng thể học trực tuyến thì buổi khi với cả trực tuyến thì chị biết đã hướng dẫn một lần rồi. Có nghĩa là hết cả năm phần đấy rồi. Phần English xong hết rồi. Chưa xong phần English. Flashcard xong rồi này. Âm thanh xong rồi. Hình ảnh xong rồi. Báo kịch xong rồi. Nhanh hết. Tại vì đây có những cái mà kiểu các bạn có biết hôm qua rồi thì em sẽ nói qua lắm. Ví dụ các bạn thực hành lên luôn nhé. Thì các bạn thực sự đã hiểu chưa ấy. Thì em chỉ nói qua. Còn body language thì tùy mỗi cô, ví dụ phải phải stand up, sit down thì mình đứng lên ngồi xuống, hoặc phải có phần it's small, đấy mình diễn giải it's very small, run like this, ok. Sau rồi hoặc là mình dạy về quả bóng chẳng hạn, mình sẽ là it's circle và cầm về shape cho các bạn giơ tay ra. Now our fingers, show me your fingers, okay? One finger, two fingers, okay? Và vậy mình sẽ thì các con nhắm mắt, và mình bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng vẽ ra hình mà mình đã dạy cho các con khoảng size. How many size? One size, two size, three size. Đấy, mình sẽ sử dụng ngôn ngữ cơ thể, mình sử dụng hành động body language để mình dạy các bạn lên. Thì đây là những cái một số những cái phương thức dạy từ mới mà em đề xuất ra, thì không biết là mọi người có hiểu hết những cái này chưa, hoặc là có thêm một vài ý kiến nữa, có một vài bổ sung gì nữa thì có hết các bạn đây là mẫu luôn cho các bạn biết nắm được và bổ sung thêm. Bởi vì trong quá trình dạy thì mình còn kiểu nhiều lúc mình nghĩ ra được nhiều cái khác. Thế chị bảo này, sao chị nhìn thấy từ những cái chữ in là ví dụ như sử dụng flashcard ấy, thì em cũng lo ra một số những cái trò chơi được chơi cùng flashcard. Dạ, cái trò chơi là đằng sau ấy. Sử dụng trò chơi trong lớp học lần trước mình mua một lần ấy, thì với các sử dụng flashcard các dụng cụ đi kèm các bạn này chưa tham gia, thì em có in tới cho các bạn cả tỉnh này, em sẽ làm mẫu một số trò chơi mà các bạn chưa rõ, bởi vì thực chất các bạn cũng chưa làm nhiều, cũng biết thì cũng không cần chỉ đã hết.
đó chưa chắc các bạn hiểu. Có nghĩa là khi mà chúng ta đứng ở góc độ chúng ta xem ấy, thì là kiểu khác, khi đứng ở góc độ nó triển khai ấy, thì nó lại là thực sự khác. Và vấn đề là cùng với cả những cái process rất là giấy tờ như này nhé, với cách chơi của từng người nó khác hẳn hoàn toàn, ra giá trị khác nhau. Đây là lý do tại sao mà chị chỉ là bốn cô, ví dụ như bốn cô với cùng một nội dung, nhưng các bạn thấy rõ ràng ra bốn bài dạy khác nhau à, đúng không? Nó cũng sẽ có như thế, thì chắc là đúng như là Sunny vừa nói, các bạn phải chắc nên thực hành. Vâng, thế nữa là em sẽ chỉ cho các bạn biết qua, các bạn hiểu rồi chỉ cho các bạn nên thực hành mẫu thế, thì người mới nắm được chứ nghe cũng chẳng được đâu. Đến bây giờ còn đây, đây là một cái khối ấy, chị có đề xuất ra 6 cái phương thức để giải thích mới với cả hoặc là review lại một số buổi, thì mọi người còn cái ý kiến hoặc là nghĩ có thêm một cái ý tưởng nào nữa thì kiểu mà chưa rõ chỗ nào để chị có thể nói lại thì mọi người có nên thực hành một số cái. Thôi.
khi đấy kiểu như là có tính là mình giúp đỡ được cái điểm nó không bị chết là không cố nghĩ ra các từ khác nó sẽ đỡ hơn. Thế cái bạn mà biết tên nên là thì có được chơi không? Có các bạn khác vẫn được chơi giúp mình thôi vẫn được chơi nhá. Con có thể tự cứu bản thân mình, ví dụ là còn một em chưa con chết còn chừng một chưa cái nữa thì con có thể tự cứu bản thân mình và cố gắng đoán một người nào chính xác. Nếu con nói thôi con nên tự giết mình thôi. Ok. How is it when you speak English when you want children to know about this English? I wrote this is a new book for one person. Yeah, I write your name on the board, okay? When everyone guess the letter, if it was right, okay, one star for you. If it's wrong, I will draw one. Yeah. And you have to be punished as a writer. Or you have to dance or sing. Children can understand what you say. Okay? You can give them an example to understand this part. Because I think your intonation is quite hard to understand with the youngest like our students. I could collapse. You know, small, okay? Because they are first class, they can understand. Or we can use body language. Sure. Ví dụ như em có thể sử dụng body language cho bạn là if you die, you have to dance or sing, okay? For example, you have to sing a song. Nha, các bạn cũng sẽ hiểu nha. Khi mà sử dụng body language thì đầu tiên thì hơi khó hiểu một tí, có thể là rõ ra. Sau đó mà nó chân một hai lần là gì? Chỉ tự động viết ra này không hiểu. But you have an answer that you can't just read everything to be this way. You just read, right? This is your trouble. I want to ask you, okay, Sunny, you can help me to talk with everyone about the way you want the children to know about this game. But when you speak everything into Vietnamese, is that your problem and that your problem? When he don't understand, I will explain in Vietnamese. No. She is a traveler. Yeah. Okay. Thực ra thì lý do biết là tại sao mà chị Bảo vẫn hỏi Sunny em bởi vì chị hiểu trò chơi của Sunny bởi vì là em là người Việt. Nghe từ bắt đầu đúng chưa? Và chị nghĩ là tất cả mọi người nói đến dễ hiểu. Nhưng nếu chúng ta mà nếu mà vấn đề dễ từ nhá, chị qua qua thì chúng ta không nên nói tiếng Việt. Bởi vì nếu chúng ta nói tiếng Việt thì học sinh sẽ bị chậm vào tiếng Anh và học sinh sẽ chờ cô. Nếu mà là chị sẽ giải thích bạn này sau. Ok. Okay everyone, today you will play a hangman. You know hangman? Oh. It's very boring. When you aspirate, you will lose and it will become it. But you can next try, okay? Okay, and you can try. Hey. Okay, how many letters? One, two, three. How many? Three letters. Okay, and it's related to my name. Okay, can you guess? Can you guess? Letter A. Letter A, no letter A. No letter A, and? Letter H. Letter A, no letter A. Three. Letter I. Letter I? Right? Yes. Okay, yes, bingo. Letter I. Good. And how? Là các bạn không phải thử để các bạn biết này nhá. Đúng không? Ví dụ như là sau khi okay. Yeah, see, my name is Lee. Okay? But, nếu như giả sử là sau khi các bạn nào đóng các bạn chưa đoán được ra tiêu chỉ nó sẽ bị chết. Đúng chưa? Bây giờ, okay, this is time how many is mean you are loose. And I will take the name of this E, Hannah. Okay, I will take the name of this person E, Hannah. When Hannah lose, Hannah have to dance. Okay? You understand? Cứ thử không đi, thử không nhờ. No, okay, no, okay, no, great, you can try. Okay, I have the body, right? And his name? Sunny. Good. But if one
two, three, four, five, six. Okay. If anyone have six, six letter is not correct. Sunny die and she have to sing. La 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 as a great time. You know, you can try it again. Good. For next time, you read to the foot. You can try. Letter A. Letter A. No letter A. As a story. Oh, sorry. Sau đó là nếu mà không nhớ các từ khác thì các bạn có thể bổ sung sang.
Thực ra cái này cũng phải phụ thuộc vào tùy lớp nữa. Nếu mà lúc mà nó cho khá các bạn có thể áp dụng cái này nhiều lần thì luyện nghe các bạn cũng được. Hoặc là với dạy từ mới thì các bạn sẽ sử dụng cũng là một câu chuyện, nhưng mà nó có thể các bạn sẽ thiết kế hình ảnh trên PowerPoint, sau đó kể từng màn câu chuyện ra, sau đó là hỏi là sau khi nghe câu chuyện thì các bạn có từ nào không biết hoặc là có những cái gì không biết, thì mình sẽ sử dụng hình ảnh đó, thì mình sẽ thiết kế thêm một vài cái từ vựng mới hơn như vậy ạ. Thì mình chỉ một tên thôi mà mình giới thiệu cho các bạn hôm nay là cái gì. Ta lên để mình viết lại. Không hiểu nó hỏi. Không hiểu phải hỏi được một tí nữa về thực hành nhá. Không hiểu không? Không hiểu mà. Bạn không hiểu là nó không hiểu nó. Ví dụ mình đặt về các từ như là have breakfast, get up, ok, hoặc là đặt về cả giờ là at 6 o'clock, ok, hoặc là mình đặt về go to school, ok. Today this is Sunday, what tell you what story, ok, my daily activity, ok. I get up, okay, in the morning, okay. I get up early at 5 o'clock. After that, I do exercise, okay. I do exercise, and I have breakfast, okay. Oh, to be honest, I brush my teeth and wash my face, and then I have breakfast, okay. After that, I go to school at 7 o'clock. Đấy, một đoạn ngắn như thế đúng không? Ok, so story is answer. Ok, can you find for teacher Sunday some words? Okay, we started before as a previous lesson. Can you guess? Or maybe it's 5 o'clock, what time? Or get up. Một vài từ gợi ý trước là các bạn chưa nhớ ra ấy. Thì sau khi em hướng dẫn một vài từ các bạn sẽ nói ra được đấy là từ gì không? Các bạn thi nhau kìa. If you can remember the most words, I mean, just Sunny will tell you. Ok, you get it? Chị hỏi cho chị Sunny nhé, có nghĩa là cái từ mới đấy là mình đã dạy chưa? Dạy rồi, và sau đó là mình áp dụng cho phần đấy để triển khai trong quá trình dạy cho lớp thì. Hoặc là buổi hôm trước mình dạy ạ, thì buổi hôm sau mình sẽ cho thêm một mẫu nữa. Đấy là lý do chị hỏi, có nghĩa là cái cách mà kể chuyện này thế nào là review từ cũ hay là dạy từ mới? Em chỉ là hai mặt có thể dạy từ mới cũng được, nhưng mà phải chuẩn bị hình ảnh cho các bạn nhìn. À, có nghĩa là ví dụ như cái đoạn hội thoại tiếng Anh của em nói, thì ví dụ như là it's morning, I get up at 5 o'clock. Nghĩa là hôm trước em đã dạy các bạn hết các từ mới và bạn chờ đúng lúc. Không, để sẽ là review. Đấy, nghĩa là review. Còn nếu mà ví dụ như là dạy từ mới không, từ mới thì em sẽ cho các bạn có bức tranh ấy. Sau em sẽ luôn tặng các bức tranh là các bạn kể chuyện. My name is Sunny, okay. Today I meet a stranger, okay. Thì ví dụ mình muốn dạy a stranger thì các bạn sẽ không là stranger. What is this? Đây chỉ này, không phải là ở trong cái công viên này mình đi dạy về park chẳng hạn, có một số cái hình ảnh mà mình phải chuẩn bị trước. Foundation and photo là cái gì đó thì I is a meter of thing mình giới thiệu ra, xong rồi cùng các bạn này what is this thì mình sẽ giới thiệu các bạn is fountain. Sau rồi mình thiết kế cái chữ làm sao cho nó có mũi tên mà chỉ ra clip slide sau khi mình kể chuyện ra thì nó sẽ hiện ra để các bạn biết đề này trong cùng một khung hình không? Chứ mình nói là các bạn sẽ có thể thiết kế slide là một slide nhiều hình, nhưng mà bây giờ có thể thiết kế một slide nhiều hình ảnh. Sau đó mình cho các từ mới của mình vào là như thế liên quan đến nhau về cùng một chủ đề. Sau đó mình sẽ cho các mũi tên và các từ để kiểm tra sau cùng là phải cho các bạn nhìn cái cảm ảnh trên hết. Các bạn mới nhớ được đấy là gì? Cho chơi ví dụ. Hoặc mình phải 1, 2, 3, 4 trong 4 phần này bạn nào làm slide, các bạn biết làm slide. Đấy là slide rồi, tự tạo từ cái biết đâu. Cái đấy là các bạn biết nhá. Vì trong trường hợp không biết là phải làm luôn, mà là các bạn em không biết đâu. It's okay. Phần này hiểu chưa? Bạn có hiểu thì còn khó. Thực ra thì cái phần này thì em thấy là chỉ phù hợp với những lớp mà trình độ nó cũng khá, với là nghe nó cũng ổn đấy. Còn nếu như ở một lớp nó hơi kém kém một chút là thế này thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Đấy, các bạn nói như thế cũng đúng, nhưng mà nếu mà phải là do các em dạy đúng không? Ví dụ nhá,
như là vừa rồi sau khi bạn nói giọng có vẻ hơi đều đều và cảm giác nó hơi bị fast đúng không, thì sẽ học sinh sẽ có nhớ. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp nhá, các em ví dụ như activity everyday chẳng hạn, có thể in the morning, hãy nói chậm và rõ. In the morning I wake up or I get up at 5 o'clock. Thì ở trên bàn cái trên cái chỗ slide đấy hoặc là hình ảnh đấy, em có thể đưa ra cái động từ get up hoặc là có một hình đấy. In the morning I get up at 5 o'clock and then I brush my teeth. I brush my teeth. Nếu mà chị sẽ sử cái body language luôn thì okay, I brush my teeth. Chị sẽ nhấn mạnh cái từ chị muốn nói. Còn những cái kia thì mình sử dụng câu dễ, học sinh sẽ hiểu. Còn trừ trường hợp mà nếu học sinh giỏi quá thì mình theo cái góc độ là nhiều từ. Còn game trong thị trường tuyến thì các bạn cũng đã được hướng dẫn rồi. Ở
đấy có ở cùng bé thì mình sẽ trao đổi cái phần trò chơi hoặc là cái khu đô gì đấy thì mình sẽ vào đấy để các con chơi trò chơi hoặc là học tập. Còn khi thì mình sẽ sau còn chơi với phát triển có rất nhiều cái có thể áp dụng ví dụ ngồi vòng tròn, ngồi vòng tròn cũng sẽ mới đấy các bạn chưa hiểu lắm. Các bạn xem cái ngồi vòng tròn, sau đó mỗi bạn cầm một cái flash card và có một người ở giữa đi tìm. Sau ví dụ như là đầu tiên em sẽ đọc một từ là apple thì bạn ấy phải chạy đến apple nếu mà bạn đối diện không đọc được một từ khác. Ví dụ Hana, Hana em lấy chị với các bạn nhé, các bạn lấy chị là mẫu hộp các bạn đây. Apple thì tất cả mọi ý phải chạy vào đây nhanh nhất có thể, chạy vào xung quanh ở đây nhanh nhất có thể.
Tức là bạn nào chạy chậm nhất thì bạn bị thua đấy. Xong rồi mỗi đội tìm ra một người thắng. Ok, nghĩa là mất cross cut ở đâu cũng được. Và ví dụ như là em bảo ok, em cho Apple tất cả chị ra thì Apple là chị nhanh nhất thì hàng ngày tháng. Tức là không phải, tức là thật là nhất mà là bạn nào chậm nhất thì lại bị ra. Rồi, ai thì chậm nhất thì bị ra. Mình sẽ lại ok rồi, tiếp. Game thứ 3 đó là em. Nhưng mà phiên này thì game này tên là gì? Thực ra em có báo cho. Who is the faster? Em không biết tên chính xác của nó nhưng mà chơi thì đại loại nhớ như thế là. Còn game tiếp theo của em là em sẽ trong khi mà đọc bài thì em sẽ show lên cho bạn nào đọc nhanh nhất. Thường thì flashcard em dạy em bé thì em sẽ show lên cho bạn nào đọc bài to nhất và đúng nhất và nhanh nhất. Em sẽ cho ví dụ là bạn này đọc to nhất thì sẽ được một cái, bạn này đọc to nhất sẽ được một cái. Em nói chung là bạn nào cũng sẽ chia được cũng được cái. Sau đó em sẽ đặt là em sẽ kiểu I'm shocked and I'm so hungry. I want to eat something. I need an apple. Xong rồi em sẽ để mình đến đây. Bạn nào mà có quả apple ấy, thì lúc em sẽ cố tình làm lơ như thế này. Bạn sẽ phải cầm cái này và chạy lên hết thể tại vào cái này xong ngồi vào đây. Thì em sẽ không bắt được. Nếu như mà chạy vào đây bắt được thì lại thua. Thì mà số Alaska thì cần phải để cái dấu ở sau lưng của học sinh. Cần phải để cái dấu bằng thành luôn. À, thì đấy gọi là dấu master. Rồi, ok. Tiếp theo là các bạn hiểu không? Vấn đề chính xác các bạn nhé. Chứ gọi là chị. Rồi, ok. Tiếp theo là có một cái trò là em sẽ giải Alaska ra đây. Ví dụ sau rồi em sẽ đọc. Ví dụ như là the right hand on the ant. Đây xong rồi đây xong the left the left hand on black. Xong rồi cái chân một chân này rồi cúi đầu này nghĩa là xong cả chân tay và đầu bạn đều chạm được đấy và cái phần này cái gì đi chơi cái gì ạ trời nhà anh đi chơi luôn vâng cái thấy trò này là ai các bạn biết trò này tức là ví dụ nhé cái đầu tiên thì em bảo là tay trái lên con ant, tay trái lên đây, tay phải lên con black, chân trái lên apple và chân phải thì cái red, xong rồi đầu thì xuống ví dụ cái gì đấy, đây là đầu, cái đầu có thể là knees hoặc là knees hoặc bất cứ kín của cái đấy gì hoặc là cái gì đấy đó, cái nào là cái gì đó chạm vào đấy là được ạ. Bạn nào mà bị trượt ra ngoài thì bạn bị thua chỉ đó. Còn trò khác của em đó là ví dụ như là cho giải cho em thành một hàng cho này tên là của thầy Brian. Em gọi thầy Brian thì giải cho em một hàng ví dụ hai bạn đứng hai bên ví dụ khi mà em đọc là is an apple thì hai bạn phải lấy chân nhanh nhất kéo về phía đây kéo về chỗ mình bạn nào cuối cùng bạn nào được thứ hơn bạn ấy thắng. Một trò nữa là em sẽ để hai cái này em sẽ chia cho ví dụ có hai bạn đứng chị sang bên như thế nào đây một ví dụ mỗi bạn cầm một cái này show về đằng trước như này nhưng mà hai bạn back to back này chứ bạn sau em sẽ đọc là đến file thì em sẽ quay ngược lại 1 2 3 4 5 sau đó bạn nào đọc được từ trước ấy, thì bạn sẽ có quyền ví dụ em sẽ vẽ cái vòng như này ra. Ví dụ 1, 2, 3, xong rồi đến stick ball vào đấy. 1, 2, 3, stars. Xong rồi bạn nào đặt trước thì lại có quyền ném cái này. Còn là nếu bạn trong 1, 2, 3 này bạn nào đặt trước thì sẽ được ném bowling. Bao nhiêu cái bowling, ví dụ một cái cục bowling ở đây sẽ để 5 cái ạ, bạn ném được. Ném được thì bạn sẽ được tính là cái điểm. Nhưng mà nếu mà bị trượt đi thì sẽ có lần thứ 2 không được thì thôi. Thì bạn đặt sau có được điểm. Đặt sau không ạ? Thì là được mặc nhiên một stun. Cái gì ạ? Thì sẽ được một stun. Vâng, bạn sau bị thua ấy. Nhưng mà bạn ấy vẫn phải đọc cái của kia. Ví dụ như là khi mà chị đọc được cái này của em là apple thì em vẫn phải đọc cái của chị dù em xong cái trước phải đọc. Có nghĩa là kiểu gì mà bạn đều không phải đọc. Nó cũng phải đọc bởi bạn làm lại được thì đấy là do bạn nghe. Vâng. Em có thể tính một chút. Cái trò này em thấy lớp của chị sẽ làm đến tàu cũng có một cái có vẻ vui hơn. Vui hơn hơn hết nào. Chúng mình điều chẳng là lớp chị sinh hai thì là sớm sớm chúng mình sẽ cho
của chị Lily. Đây đầu tiên của chị Lily, xong của bạn kia. Cái này của chị Lily. Rồi, chị được. Có trường hợp nào xảy ra là trò chơi đánh mất nhiều thời gian học sinh của mình? Không, em thấy lớp chị chơi nhanh lắm. Các bạn nhìn thấy các bạn nhìn thấy nhiều lớp thì em nói là không nhìn thấy của bạn thì em không cho lớp lớp fly for, tại vì em thấy những lớp đấy nhất là lớp fly for của em có trò này, nhưng mà cái lớp đấy nó không hợp trò này nên là mất rất là nhiều thời gian, mãi các bạn không đọc được cái chán không. Nhưng mà lần đầu tiên các cô cho các con chơi trò này, các cô có thử chưa không? Em là cô trợ giảng ấy, cũng chạy lên chơi thử cho các bạn một lần vì em giải thích bằng cái bài thì các bạn không hiểu. Em cũng nên phải cho ví dụ luôn, em với cô trợ giảng lên chơi ví dụ luôn thì em một cô trợ giảng làm rất là kiểu phát y, nhưng mà các bạn lúc các bạn chơi thì có rất nhiều thời gian nhưng mà mãi không gặp được, thì thôi em cho chuyển cho khác. Rồi, ok. Nghĩa là nó phải tùy được mỡ. Tùy được mỡ. Vâng. Và trò nữa là vẫn là đọc thôi, nhưng mà bây giờ là chỉ là ngồi trên sàn cho đèn điện của chị Tina thì cả. Em cũng nhớ chắc trò này sẽ làm chỉ như này thôi. Sau rồi lúc em giảng ra thì cái này ngồi một bạn bên này, một bạn ở bên kia. Ví dụ em đọc là it's an ant thì bạn này bạn nào đọc nhanh hơn của bạn cháu. Ừ. Đúng rồi. Còn gì không? Tiếp theo là một trò nữa là ví dụ như là em sẽ vẫn cho các bạn đọc. Là cho bạn đọc, ví dụ bạn này đọc từ bài to thì em sẽ phát. Nói chung là em sẽ phát đều cho các bạn. Xong em cần một bạn lên như kiểu chơi trốn tìm ấy ạ. Xong rồi xong rồi. Vâng ạ, xong rồi em sẽ mời một bạn lên, ví dụ bạn chị sẽ em đi. Xong rồi em sẽ dùng cái giấy cái của chị Amy. Ví dụ là em sẽ cho tất cả các bạn đọc What is everyone? It's an apple. Xong rồi các bạn đọc to cái này lên mấy lần. Xong rồi em sẽ mời các bạn, em sẽ đọc to tên bạn này lên. Ví dụ bạn Sadi. Sadi sẽ giấu cái này thì một bạn biết ở trong khu vực xung quanh lớp, giấu vào ghế của các bạn, người ngồi xung quanh nhé. Xong rồi